Đây, đây thì cận cảnh bẻ dừa của thằng em. Bẻ đó cái có cái móc luôn, dữ không? Quá dữ. Đây, đây rồi. Rồi, xong. Cây dừa nè, hay là có mấy cây kia nó lùn hơn không biết. Đây. Đây thì giờ chặt dừa giờ đi vô. Ấy ăn. Ăn hồ ca bây giờ uống cái nè. Uống cái hả? Ừ. Quá đã. Ừ. Quá đã, vừa bị chăng ăn. Quá đã. Ngọt. Trời ơi, vừa chăng ăn gì đây là mấy ngọt nè, chứ vừa chăng ăn nè. Cái gì mà ăn chăng mà nó nghía gọi là ngọt sắc. Chế ăn mặn rồi biết thích ăn sâu. Cái sâu đó là nó ngọt. Ăn. Ừ. Bây giờ hồi nãy mua một ca này là 50.000, tại vì có ngoài sao mà không ai bẻ hết trơn á. Mà nó đâu có lạc, nó đâu có ngọt đâu. Nhờ có thằng quét. Nhờ có thằng quét mới có vừa uống nè, xuất sắc quét ơi. 10 điểm. Xuất sắc luôn. Mời mốt về kiếm quét. Qua năm tới thì trái nhóc rồi. Ờ, thấy trái quá trời luôn. Mà chuột hay gì nó ăn quá trời luôn. Một đám đó không phải là cỏ đâu nha. Cái đó là một đám rau muống đó. Đây, hồi lần ở đây là có cây chùm chuột nè. Tám lấy cái ly gót. Vừa chặt vừa uống, vừa chặt ra xong vừa uống. Nãy giờ là mấy trái? 5 trái rồi. 6 trái luôn rồi. Thôi làm này sương sương này 5-6 trái. Ủa chặt hoài không đầy ca, tại vì chặt vừa chặt xong rồi uống lấy đâu đầy.